Vừa xảy ra vụ án cô gái 2K3 nghiêm trọng, chung cư mini ở Hà Nội đã được rao bán vì không ai dám ở. Mặc dù vụ việc chưa kịp nguôi ngoai, khi cô gái sinh năm 2K3 bị nam thanh niên ra tay dẫn đến không qua khỏi, rồi giấu ở tủ bếp trong một phòng của chung cư mini. Thế nhưng chỉ sau ít hôm, chủ nhân của căn chung cư này đã phải đăng tin bán vội, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Cụ thể, sau khi vụ án chấn động và thương tâm xảy ra, không một ai trong căn chung cư mini này dám ở lại mà đã dọn phòng rời đi ngay ngày hôm sau. Bởi độ hiu quạnh, lạnh lẽo và đầy ám ảnh khi nghĩ đến việc cô gái bị giấu thi thể ở trong tủ bếp suốt mấy ngày liền. Trước diễn biến đáng sợ này, chủ nhân của căn chung cư mini đã đăng tin rao bán trên một nhóm bất động sản. Với diện tích 68m, xây 7 tầng, có thang máy, tổng cộng 16 phòng và doanh thu mỗi tháng 100 triệu, được rao bán công khai 15,3 tỷ đồng, có giảm sâu cho khách hàng nhanh tay. Mặc dù giá bán được cho là khá hợp lý, tuy nhiên sau khi phát hiện ra đây chính là nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng, thì dân tình đều lắc đầu chào thua, không một ai đoái hoài. Thậm chí có người còn cho rằng một nửa giá bán trên chưa chắc có người gọi điện vào thời điểm nhạy cảm này. Bởi tâm linh vẫn là một thứ gì đó đáng sợ, mua phải căn nhà có vong ám, không khéo làm ăn không bao giờ lên được. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít người khẳng định vụ việc rồi sẽ bị lãng quên theo năm tháng, rồi 5 hay 7 năm nữa căn chung cư vẫn đi vào hoạt động bình thường. Nhiều người sợ không dám mua. Tuy nhiên có một sự thật ít ai biết, đó là trong nghề bất động sản có hẳn một hội nhóm chuyên săn những dạng bất động sản kiểu này vì nó rất rẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.